Trong 6 tháng đầu năm 2024, dịch bệnh trên đàn heo cơ bản được kiểm soát, thắt chặt nhập khẩu, tăng cường phòng chống nhập lậu, thúc đẩy xuất khẩu. Giá sản phẩm chăn nuôi tăng trên giá thành sản xuất, thu hút tái đàn, nên tổng đàn heo vẫn duy trì tốc độ phát triển tốt. Hiện tổng số heo của cả nước khoảng 25,5 triệu con, tăng khoảng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Dự báo từ nay đến cuối năm 2024, giá thực phẩm nói chung và thịt heo nói riêng có xu hướng ổn định do nguồn cung dồi dào và nhu cầu ổn định nhờ giá nguyên liệu trong nước được duy trì. Đến nay cả nước có 306 ổ dịch tả heo châu Phi thuộc 100 huyện của 29 tỉnh thành phố chưa qua 21 ngày. Số heo mắc bệnh là hơn 34.300 con, số heo chết và tiêu hủy là hơn 34.300 con. Theo cục thú y tình trạng người dân bán chạy heo bệnh nghi mắc bệnh vẫn còn tồn tại và công tác quản lý giết mổ vận chuyển heo trong vùng dịch bệnh vẫn chưa được thực hiện theo quy định